Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin sức khỏe của chúng tôi trong ngày hôm nay. Quý anh chị thân mến, trong bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin cung cấp cho quý anh chị và các bạn những cái lưu ý cần thiết khi mà rút tiền ở cây ATM để phòng tránh nhiễm virus các cái vi khuẩn lây bệnh. Vậy thì để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm virus vi khuẩn gây bệnh từ cái cây ATM thì bạn hãy chú ý những cái điểm dưới đây. Cái cây ATM là một trong những cái địa điểm công cộng được nhiều người sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên thì ở đây thường không có nước rửa tay, cồn sát khuẩn như các cái siêu thị hay là trung tâm thương mại. Do cái hoạt động 24/7 và thường xuyên có nhiều người tiếp xúc và sử dụng chung cái máy ATM, không có gì đảm bảo rằng virus sẽ không xuất hiện ở các cái khu vực máy rút tiền trong cái giai đoạn này. Vì thế mà để bảo vệ bản thân khỏi cái nguy cơ bị nhiễm virus vi khuẩn sau mỗi lần rút tiền thì bạn hãy thực hiện những cái hướng dẫn sau đây. Thứ nhất là trước khi đến cây ATM để rút tiền thì bạn cần đeo khẩu trang. Đây cũng là cái yêu cầu bắt buộc khi ra ngoài trong cái giai đoạn này. Nhớ mang theo nước rửa tay khô hoặc là khăn lau khử khuẩn. Cố gắng không chạm vào những cái khu vực công cộng bằng tay không mà nên sử dụng một tờ khăn giấy để thực hiện cái thao tác nhập mật khẩu số tiền. Tờ giấy này sau đó nên được vứt ngay vào thùng rác theo cái quy định. Và sau khi rút tiền thì hãy rửa tay bằng cái dung dịch rửa tay khô, không nên đưa tay chạm lên mắt, mũi, miệng và giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét với những người xung quanh trong cái quá trình mà rút tiền. Và khi về nhà thì cần rửa tay lại với nước và xà phòng để tránh bị nhiễm trùng. Và tốt nhất là trong cái giai đoạn này thì bạn nên hạn chế ra ngoài trong cái khả năng có thể, chỉ ra ngoài khi mà thật sự cần thiết theo đúng cái quy định của chính phủ. Theo các cái chuyên gia vi trùng học thuộc cái bệnh viện New York thì một trong những cái cơ sở y tế tốt nhất nước Mỹ khẳng định virus đường hô hấp không dễ lây lan qua đường tiền mặt, thẻ tín dụng mới là vật có nhiều khả năng lây lan virus. Nếu một ai đó ho và làm dính virus lên thẻ rồi đưa nó cho người khác, khả năng lây nhiễm là có thể. Chuyên gia này giải thích virus có khả năng tồn tại trên các cái bề mặt cứng như là thẻ tín dụng và tiền xu hơn so với các cái bề mặt xốp như là tiền mặt, vải. Và các bác sĩ cũng cho biết là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại trên bề mặt thẻ ATM và thẻ tín dụng. Do đó mà trong cái giai đoạn này, giải pháp tốt nhất để phòng lây nhiễm virus gây bệnh là chuyển khoản và thanh toán trực tuyến. Và cái vị bác sĩ này cũng cho rằng là càng hạn chế tiếp xúc với các cái bề mặt bẩn thì bạn sẽ càng hạn chế được cái nguy cơ mà lây nhiễm virus. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là các cái những cái lưu ý khi mà chúng ta rút tiền ở cây ATM để phòng tránh các cái virus và các cái vi khuẩn gây bệnh. Và cũng mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sức khỏe của chúng tôi.